mày, mày mày còn cao hơn cả tôi nữa, để nó qua cái khu kia phải không à? Đúng rồi, nó qua khu được. Mày cái khu chí lĩnh của anh mà mày dám đu vào hả? Mày bị sai rồi con à. Khu đó anh nắm chùm, mày sai rồi. Khi vào mày chỗ thì mày anh có cả cấp 4 nữa. Đó mày sai lắm rồi, lút nhanh mày chạy đi con. Khu đó khu nhà tao á, tao nhảy không tới thôi. Xa còn ngoài bo đi chứ. Game đi lùn đi anh em ạ. Cái bé đùa à. Con mẹ nó cái game lùn có virus chắc luôn. Quét virus mới được. Có xe. Hôm lẽ tới khu thứ 3 và đéo có một cái súng. Nó có được một cây súng về auto thì giờ cây này giờ bắn ai? Nó thấy mẹ nó cho súng có chịu không? Nhà cho mấy cái súng lục. Con mẹ. Không muốn ta chơi game thì mẹ nói một tiếng. Crash hay disconnect gì mẹ nó đi. Khó chịu với đái đi mà. Nhìn ra. Nhìn ra. Tổng 30 viên đạn đế cục cây súng. Cái khu nhà đá này đéo có cây súng tôi đi delete game. Tôi thật, cái khu này mà không có súng tôi delete game. Thử đi. Mày đừng thách thức. Đừng thách thức tao. Thách thức đi con. Đừng thách thức anh. Thách thức đi. Tạm. Đâu rồi? À, thằng lồng đá chim đi bẹt được. Vô đây mày. Có súng gì rồi? Cha nó. Đâu rồi? Cái xe cháy lẹt hết chưa vậy? Cái đầu ta. Ê. Trong nhà đá nè, trong nhà đá nè, vô đây. Thiệt với ông mà, má nó đéo cho cái cây gì gọi là bẹ ông tu luôn á. Nhìn kìa. Không nhìn kìa. Nó nhìn kìa có khó chịu không? Đúng má, đây là game à. Đúng má, cây này auto bắn ai mấy ông nội. Cái vậy hả? Má, cái game thiệt luôn á mấy ông. Cây mà thầy mẹ từ game trước tới game này má là sao, what the fuck. Thằng đá chim đâu rồi, nó không đem súng cho mình à? Nó đâu mấy ông, thằng đá chim đâu rồi? Hồi nãy mấy ông có thấy nó bị chết chưa? Ông bá rồi biết cái hòm nó rớt ở đâu. Thằng lồn thiệt luôn á, đi mẹ ship thì ship cho nó tử tế, cái đi mẹ khó chịu nha. Trời, má số tụi nó đen mấy ông ạ. Mẹ đéo có súng luôn. Mấy xe gì đây? Xe lồn gì thì mẹ đéo có thanh máu luôn. Phải lồn thật. Má cái xe đéo có cái mùi nữa. Phải lồn thật. Đéo có súng nữa, tiếp cận nữa. Cũng đéo có súng bắn với nó nữa. Ui phải nha anh em. Tông con mẹ lên nhà thờ luôn nha. Chơi không? Bị
Con bạn phải bình tĩnh. Nó bị khác quá, bị khác bắn chết rồi. Scala đúng không? Nó ngồi ngay đây nè. Sợ nó ngồi ngay đây thôi. Cái đi mày. Đúng má mày. Ừ để có, ngon rồi, vậy là kia dưới. Ok rồi, vậy là kia dưới rồi. Cây đỡ. Ghét nhất là cây M16 luôn á. Thề của mẹ nó. Ok, bắn xa thì nó ok, đạn của nó chuẩn, nó bắn tầm chung chung ok, mình chạy đi đâu. Lột chạy qua đây chứ đéo có chạy đâu nữa đây mà. Lột chạy qua đây chắc chắn rồi. Đúng không? Ừ nó từ cũng chạy đây nè, đây nè. Tùng lắm mà nó. Thằng đó nó sẽ đứng ở núi một tên sa tên này. Bên sau nó vào một chiếc đó mình lấy rồi xong vô bò. Cái gọi đó rồi. Ca luôn, ca 98 luôn. Ghê vậy. Từ đi về đéo phải, tại vì thằng này nó ghê quá. Đấy, cái này đơn giản mà. Chụp má. Lồn phải thiệt chứ. Mẹ nó đứng đây trời, nãy giờ tao biết tao quăng bom chích mẹ mày rồi con, khốn nạn. Cái thằng trong mẹ trong kia sao nãy giờ không ra đi. Bắn nó. Bắn em. Rồi bị nó thấy mẹ rồi, ui thằng này nó ngu quá em à. Thằng kia, rồi lộ rồi. Lộn kia ngồi uống máu thì đủ má đâu có bị thấy đâu. Đứng lên đứng xuống. Hay đấy. Chạy đi anh ơi, chạy đi anh ơi. Quăng bom ngu thế. Bắn luôn. Yes! Yes! Hay lắm! Yes! Ngon rồi anh em à. Chỉ cần nhiêu đây thôi, để còn nhiều con mẹ nó cay thật chứ. Ở từ coi thằng xe máy đã. Anh em muốn coi thằng xe máy, ok, coi xe máy. Chết trên đó thì ai lượm đồ được, nó cũng đéo có đồ nữa anh em à. Làm màu. Anh cũng đéo có đồ nữa.